đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức Showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây bão trên trang chủ Miss World, hứa hẹn làm nên chuyện trong đêm chung kết. Ngay trước thềm chung kết Miss World 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 16 tháng 3 tới đây tại Puerto Rico, ban tổ chức Miss World đã đăng tải hình ảnh profile của các thí sinh nằm trong top 40 sẽ tham dự đêm chung kết. Hoa hậu Đỗ Thị Hà nằm trong nhóm thí sinh cuối cùng, cũng là nhóm được đánh giá là có rất nhiều thí sinh tiềm năng cho chiếc vương miện Miss World cao quý. Trang chủ Miss World đã đăng tải 3 bức ảnh profile của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cả 3 tấm ảnh này cho đến thời điểm hiện tại đều nhận được lượng like và lượng tương tác rất khủng từ các fan sắc đẹp trong nước và quốc tế. 3 bức ảnh của Đỗ Thị Hà đã nhận được hàng chục nghìn lượt like và bình luận. Hầu hết khán giả đều dành cho người đẹp Việt Nam những lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp và yêu kiều, đồng thời đánh giá cô sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm vào đêm chung kết Miss World 2021 sắp tới. Sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang tích cực tập luyện để chuẩn bị trở lại Puerto Rico tham dự đêm chung kết Miss World 2021 sắp tới. Chia sẻ về kỳ vọng và mục tiêu của mình trong lần trở lại Miss World vào tháng 3 sắp tới, Đỗ Thị Hà nói, trước khi đến với Miss World 2021, Hà đặt cho mình mục tiêu lọt top 12. Trong suốt chặng đường vừa qua, Hà đã luôn cố gắng để mình có thể làm trận danh hai tiếng Việt Nam. Thành tích lọt top 40 vừa qua sẽ là bước đệm tốt để cho Hà bứt phá hơn nữa trong đêm chung kết sắp tới. Hà nghĩ rằng IDT cũng sẽ đặt mục tiêu là ngôi vị cao nhất. Hà cũng mơ ước chinh phục vương miện. Hà cũng muốn đặt ra mục đích đến cao và xa để bản thân có động lực cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hiện tại, Đỗ Thị Hà cũng đang tích cực kêu gọi người hâm mộ ủng hộ cho cô tại phần thi Digital Media Challenge để cô có thể giành được tấm vé vào thẳng top 12 trong đêm chung kết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.